Xin chào các bạn. Đây là chú mèo Doraemon. Hôm nay mèo Doraemon sẽ đi tập bơi nhá. Nào, xuống đây tập bơi nào. Đầu tiên là phải vặn dây cót đã. Vặn dây cót đã nha. Bơi đi. Doraemon đang tập bơi đó. Doraemon bơi nghiêng đó. Bơi đi. Nào bơi ngửa nào. Bơi ngửa đi, bơi ngửa đi. Doraemon của chúng ta đang bơi ngửa đó. Đó. Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Dần đến đích rồi. Bơi đi, bơi đi, bơi đi. Đang bơi đó. Bơi nghiêng nè. Đó. Đang bơi đấy. Đấy, bạn Doraemon đang bơi đấy. À, bạn thêm dây cót nha. À, thêm dây cót nha. Bạn Doraemon nha. Thêm dây cót nha. Dây cót để bơi nha. Dưới lòng sông này đó, đang nặng đó. Đuổi mòn đang nặng. Đang nặng đây, đang nặng đó. Đang nặng này. Oh, thật là tuyệt vời đấy. Đang... Các bạn thấy không? Bạn nuôi đang nặng. Cha cha, cha cha. Thật là tuyệt vời. Bơi này, bơi nha, bơi đó, bơi đấy, bơi đó, bơi đó, bơi đó. Doraemon của chúng ta bơi đi nha. Cha cha, cha cha. Đây, đang bơi đó. Thật là tuyệt vời. Doraemon chúng ta biết bơi ếch này hả? Bơi ngửa đấy nha. Bơi ngửa này hả? Bơi ngửa đó. Bơi lại đây, bơi xa xa rồi đó. Nào, bơi sắp nào. Thank you.
phơi không? Bạn nuôi mon tắm biển ấy, mát không? Mát nhỉ? Đấy, rất là mát, thích không? Đấy, rồi lên nhá. Lên nhá, lên đây nhá, lên thôi nhá. Thôi, tắm xong rồi. Vui mừng quá, vẫy tay vui mừng ghê. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chú Tướng nha. Chào tạm biệt.